Xin kính chào quý thính giả và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin Sài TV. Bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn tin tức. Máy bay quân sự Trung Quốc chở 322 binh sĩ bị nổ tung trên vùng biển Trường Sa của Việt Nam. Thưa quý vị, truyền thông Trung Quốc ngày hôm nay cho biết, máy bay vận tải gặp nạn thuộc biên chế hải quân của nước này đang tham gia vận chuyển quân lính ra khu vực đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam thì bị nổ tan xác. Theo đại lý dẫn nguồn tin cho biết vụ tai nạn máy bay xảy ra vào trưa ngày hôm qua, 18 tháng 5, máy bay vận tải J-20 của Hải quân Trung Quốc vào thời điểm gặp nạn đang vận chuyển 322 binh sĩ nhằm tham gia một hoạt động diễn tập huấn luyện quân sự ở khu vực đảo nhân tạo mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép nằm trong vùng quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Cả 322 binh sĩ có mặt trên chiếc máy bay trên đều tử nạn, thông báo không nên cụ thể nội dung, một buổi luyện tập và thông tin chi tiết về chiếc máy bay gặp nạn ra sao giới chức Trung Quốc đang tiến hành điều tra. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn Nhưng theo một nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết, chiếc máy bay C-20 mang số hiệu 835GH của Trung Quốc xuất phát từ sân bay đảo Hải Nam sẽ bay tới một trong bài đảo nhân tạo mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam trên biển đông để tham gia diễn tập, nó đã bị nổ tung khi chỉ còn cách đảo Phú Lâm khoảng 10 km vào sáng ngày hôm nay. nguồn tin riêng của chúng tôi báo rằng sau khi vụ nổ xảy ra vào trưa ngày hôm qua, rồi quan chức Trung Quốc đã nghi ngờ đây là một vụ đánh bom tự sát nên đã lời danh sách của 322 binh sĩ tử nạn khoanh vùng để điều tra. trong danh sách 322 binh sĩ này. Giới quan chức Trung Quốc đặc biệt chú ý đến một người có tên là Uổng Xây Xanh, đọc theo cách của người Việt Nam là Hoàng Thư Sinh. Theo kết quả điều tra, Hoàng Thư Sinh có bố gốc người Hán còn mẹ là người Việt Nam. Gia đình của Hoàng Thư Sinh có ba đời sinh sống tại Đà Nẵng, Việt Nam. Và chỉ về nước năm 1978 khi chính quyền Việt Nam bài xích người Hoa tại Việt Nam. Sau khi về nước, bố mẹ của Hoàng Thư Sinh về thành phố Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc năm 1980, Hoàng Tư Sinh mới ra đời. Năm 1990, Hoàng Tư Sinh theo bố mẹ trở về quê thăm quê ngoại ở Đà Nẵng, Việt Nam. Sau đó, năm nào bố mẹ của Hoàng Tư Sinh cũng về thăm Việt Nam ít nhất một vài lần, dù sống ở Trung Quốc. Nhưng Hoàng Tư Sinh nói tiếng Việt Nam rất thành thạo, do người mẹ dạy dỗ. Năm 2000, Hoàng Tư Sinh về thăm Việt Nam một mình trước khi vào theo học tại trường Đại học Hàng không ở thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây. 7 năm sau đó, Hoàng Tư Sinh Sa trường với cấp bậc trung úy và công tác tại sân bay Tam Á đảo Hải Nam. Theo tiết lộ của nguồn tin trên, Hoàng Thư Sinh trong mình mang trong mình hai dòng máu Việt Hoa, nhưng anh yêu dân tộc Việt Nam hơn dân tộc Hán của mình. Bởi lẽ ấy dù công việc bận rộn đến đâu, anh vẫn tạo cơ hội để về thăm quê ngoại tại Việt Nam. Giới quan chức Trung Quốc cho rằng Hoàng Thư Sinh là gián điệp của Việt Nam cài cắm và là kẻ gây nên phủ nộ máy bay khiến 322 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng. Sự vào điều tra của quân pháp Trung Quốc theo Bộ Quân pháp khi khám xét gia đình của Hoàng Thư Sinh. Bộ Quân pháp đã thu giữ một lá thư vĩnh biệt gửi lại cho gia đình trước chuyến đi diễn tập ở đảo Hoàng Sa. Trong lá thư tuyệt mệnh này, sĩ quan Hoàng Thư Sinh bày tỏ lòng yêu mến đất nước Việt Nam, quê hương của anh, qua đó cũng bày tỏ quan điểm người Trung Quốc đã xâm chiếm biển đảo của Việt Nam và các nước láng giềng. Anh xin lỗi bố mẹ và gia đình vì sự ra đi đường đột của mình. Ban quân pháp Trung Quốc cũng thu được nhiều sách vở, chế tạo các loại chất nổ tự tạo và một cuốn nhật ký ghi chép lại những cảm xúc vui buồn sau những chuyến về thăm quê ngoại. Tối ngày hôm qua, bố mẹ của Hoàng Tư Sinh đã bị bộ quân Pháp bắt ngay sau khi khám xét nhà. Em gái của Hoàng Thư Sinh đã lấy chồng tại thành phố Bắc Kinh cũng bị bắt vào sáng ngày hôm nay để điều tra về những hoạt động của Hoàng Thư Sinh. Ngôi nhà của bố mẹ Hoàng Thư Sinh đã bị niêm phong, cũng theo nguồn tin riêng của chúng tôi tiết lộ. Theo lời khai của bố mẹ Hoàng Thư Sinh, nhiều bạn bè của anh đã bị Bộ Quân Pháp Trung Quốc bắt giữ. Chính quyền Trung Quốc cho rằng, với một vị thế mang cấp hàm trung tá chỉ huy trưởng, những chuyến phi hành bay, Hoàng Tư Sinh dễ dàng mang thuốc nổ lên máy bay mà không bị ai kiểm duyệt. Khi máy bay bay tới gần đảo Phú Lâm thì Hoàng Tư Sinh đã kích nổ trái bom mang theo và cùng chết với 322 binh sĩ khác. Cũng theo thông báo của lực lượng hải quân cho biết, chiếc máy bay nổ tung ở độ cao 1.500m trên biển thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hiện phía Bắc Kinh đang huy động lực lượng hải quân tìm kiếm các mảnh vỡ của máy bay đang trôi giạt trên biển để xác định củng cố chiếc J-208 5 cờ của Hải quân Trung Quốc bị nổ tung là do bị đánh bom tự sát chứ không phải là do tai nạn thông thường. Trước đó, hồi tháng 12 năm 2020, một máy bay do thám điện tử của Trung Quốc cũng đã bị rơi tại Hoàng Sa. Phía nam nước này khiến ít nhất 12 thành viên phi hành đoàn tử vong. Sau khi điều tra vụ án này, phía Trung Quốc xác định đây là vụ tai nạn do hệ thống máy bay Trung Quốc bị trục trặc từ năm 2019 đến năm 2020. Trung Quốc đã công bố ít nhất 13 vụ tai nạn liên quan đến tiêm kích J-15 của hải quân nước này. Vụ đánh bom tự sát máy bay hải quân ở khu vực đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam xảy ra giữa lúc Trung Quốc đang siết chặt công tác huấn luyện, củng cố năng lực sẵn sàng chiến tranh với Việt Nam trên biển cũng như đánh chiếm các phần đảo còn lại mà Việt Nam đang sở hữu. Phát biểu bên lề kỳ họp lưỡng hội tuần qua, một sĩ quan cao cấp Trung Quốc đã từng là phi công quân sự cho biết, chương trình huấn luyện phi công tác chiến đang được đẩy mạnh về lượng vũ khí và khí tài quân sự mới ngày một nhiều. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 9 tháng 1 năm 2021 đã ký lệnh thắt chặt các biện pháp rèn luyện cho quân nhân và xử lý các sai phạm trong quân ngũ nhằm đến tăng cường năng lực sẵn sàng chiến tranh với Việt Nam. Các bộ chỉ huy quân đội Trung Quốc cũng triển khai thanh tra viên và hệ thống giám sát mới nhằm tăng cường năng lực sẵn sàng chiến tranh của quân nhân giải phóng nhân dân Trung Hoa, đồng thời sàng lập kỹ càng lý lịch trong sạch ba đời khi tuyển dụng các sĩ quan binh lính Trung Quốc, tránh những trường hợp xảy ra như vụ án Hoàng Tư Sinh. Thưa quý thính giả và các bạn, trong bảy bảy đá mà Trung Quốc cưỡng chiếm của Việt Nam từ năm 1980 đến năm 1990 của thế kỷ trước, Ngạc ma được họ tập trung xây dựng đầu tiên và đến nay đã hình thành căn cứ lớn. Đầu tháng 1 năm 2021, phóng viên Thanh niên theo tàu 561 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân ra công tác tại quần đảo Trường Sa Khánh Hòa đã ghi nhận việc xây dựng trái phép của Trung Quốc trên đá Gạc Ma mà họ cưỡng chiếm của Việt Nam từ ngày 14 tháng 3 năm 1988. Từ tháng 7 năm 2013, lực lượng kỹ thuật hải quân và tập đoàn xây dựng giao thông Trung Quốc đã ô ạt đưa phương tiện nhân lực xuống Trường Sa để xây dựng căn cứ biển bãi bãi đá mà họ cưỡng chiếm của Việt Nam từ những năm 1980 và 1990 của thế kỷ trước thành đạo nhân tạo. Trong số này, Gạc Ma được họ tập trung xây dựng đầu tiên và đến nay đã hình thành căn cứ lớn của Trung Quốc. Hiện tại, phía Trung Quốc đã tôn tạo xây dựng trên diện tích hơn 13 hectare ở đá Gạc Ma. Bên cạnh đó, họ còn nạo vét luồng theo hướng Bắc Nam với chiều dài 900m đến 1.000m, rộng khoảng 250 đến 400m, thuận tiện cho các tàu trọng tải 4.000 tấn ra vào phía trong bãi và cập cảng phía Bắc. Các công trình của Trung Quốc xây dựng trái phép trên đá Gạc Ma, bao gồm tòa nhà kiên cố cao 26m đến 27m, gồm 8 tầng. Bốn góc nhà đều bố trí các lỗ cho mai trên nóc nhà, bố trí hai chada hàng hải, hai anten và một thiết bị bảo đảm bay cùng một số thiết bị thông tin liên lạc khác trên tầng 6 của tòa nhà có lắp radar điều khiển hỏa lực hệ thống kính ngắm quang học hiện đại. Tầng 5 được lắp hai bệ pháo 10 mm loại 7 nòng và tầng 1 lắp hai bệ pháo 76 mm. Ngoài hệ thống súng pháo trên nhà 8 tầng còn có một vị trí hỏa lực lắp đặt pháo 76 mm. Pháo 30 mm quay hướng đông bắc luôn có lính trực 24 trên 24 trong tư thế sẵn sàng khai hỏa ở khoảng cách gần 8 km từ đảo Colin nhìn sang Gạc Ma, lúc trời quang mây tạnh, hiếm hoi chúng tôi nhìn rõ, qua ống kính máy ảnh thấy các công trình khác trên bãi Gạc Ma. Hai tháp radar đổi không đảm bảo bay một tháp viễn thông thu phát sóng 4G cao khoảng 50m, hai cột điện gió cùng hệ thống pin mặt trời, một hải đăng cao 50m, bán kính chiều xa khoảng 40km. Gạc Ma cách đảo Colin gần 8km và lên đao gần 13km. Hai đảo này do bộ đội thuộc Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân đóng giữ từ nhiều năm nay. Nên khi xây dựng tôn tạo trái phép, phía Trung Quốc đã đầu tư rất kỹ lưỡng vào các công trình có công năng tiếp tế vận chuyển. Hiện phía Trung Quốc đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một bãi đáp trực thăng ở phía Đông Nam với diện tích 33 x 33 m một cầu cảng ở phía Tây Bắc ở Gạc Ma với chiều dài 100m và một bến nghiêng rộng 20m đến 30m phục vụ việc cơ động của các loại xe vận tải, xe bánh xích từ tàu vườn tải đổ bộ lên bãi. Một cán bộ thuộc Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân cho biết, từ giữa năm 2017, ngoài việc lắp đặt thêm hai hệ thống radar phía Trung Quốc, còn đưa cây phi lao ra trồng để tràn gió mặn, cát bay và nhất là đối phó với các công tác trinh sát nắm tình hình của Hải quân Việt Nam. Các cây mang ra gạc ma đều là những gốc to đã trưởng thành, được trồng trong các hồ đất đường kính 3m đến 5m. Đến đây các cây đã lớn rất nhanh, cao gần 10 mét và đang dần che phủ các công trình trên bề mặt. Bãi đá gạc ma, từ ngoài nhìn vào rất khó nhận dạng các mục tiêu công trình. Một trận động đất 5,1 độ Richter đã xảy ra tại Từ Xuyên, Trung Quốc, cách thành phố Thành Đô khoảng 20 km về phía Tây. Trận động đất nói trên xảy ra vào lúc 2 giờ sáng giờ địa phương, bởi vậy dù giữa tâm trấn của nó không mạnh so với các trận động đất khác. Nhưng nó xảy ra vào lúc giữa đêm khuya khi mọi người dân đang ngủ say nên thiệt hại ghi nhận là không hề nhỏ. Ước tính có đến 300 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương. Như chúng tôi đã nói rõ về địa lý tỉnh Từ Xuyên trong những bản tin trước, đất nước Trung Quốc là trung tâm của những thiên tai trên thế giới và tỉnh Từ Xuyên là trung tâm của những vụ động đất. Điều này được lý giải vì tỉnh Từ Xuyên nằm trên rãnh nứt của vỏ trái đất. Càng về những năm sau do khí hậu và tác động lớn của con người lên bề mặt trái đất, thế giới ngày càng phải chịu những tổn thất do sóng thần, động đất gây ra và đương nhiên những tỉnh như Từ xuyên nằm sâu trong rãnh vết nứt nó sẽ phải chịu những trận động đất liên tục xảy ra. Từ xuyên là một tỉnh nằm ở tây nam của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tỉnh lỵ của Từ xuyên là Thành Đô, một trung tâm kinh tế trọng yếu của miền Tây Trung Quốc. Năm 2018, Từ Xuyên là tỉnh đông thứ tư về dân số, đứng thứ sáu về kinh tế Trung Quốc với 83 triệu dân, tương đương với Đức và GDP đạt 4.068 tỷ nhân dân tệ, khoảng 615,4 tỷ USD, tương ứng với Đài Loan. Tỉnh Từ Xuyên có một lịch sử lâu dài, cảnh quan đẹp, sản vật phong phú, từ xưa đã được người Trung Quốc gọi là Thiên Phụ Chi Quốc, quốc gia của trời đất Thiên Phụ. Phía Tây Tứ Xuyên là nơi cư trú của các dân tộc thiểu số như người Tây Tạng, người Di và người Khương. Trận động đất nói trên nằm ở phía Tây của tỉnh Tứ Xuyên, nên những thiệt hại về người và của tập trung vào người thiểu số của Trung Quốc. Theo như một số người dân sống sót trong vụ động đất kể lại, vào lúc 2 giờ 2 phút sáng ngày hôm nay, trận động đất mạnh 5,1 độ Richter xảy ra ở nhiều làng mạc cách thành phố Thành Đô khoảng 20 km. Tâm trấn của trận động đất nằm ứng ngay giữa trung tâm hai ngôi làng có toàn người dân tộc Tạng và người gì khiến mọi thứ hầu như đều bị hủy hoại. Ước tính 300 người chết và hàng ngàn người bị thương trong thảm kịch động đất này. Một người dân đàn ông giàu tên tiết lộ với phóng viên của đài NHK rằng, ông sống ở ngôi làng cách hai ngôi làng kể trên chưa đầy 1 km. Các căn nhà ở vùng nông thôn được xây thấp nên một số vẫn còn đứng vững sau trận động đất. Gia đình ông bừng tỉnh trong đêm vì một cơn trung lắc trao đảo dữ dội ông vội lôi kéo vợ và con ra phía ngoài căn nhà và quỳ gối lại trời đất đá để gia đình ông thoát nạn. ông cũng nói rằng bản thân ông sau đó chạy chung quanh làng xem có gia đình nào bị trôn vùi trong đất đá để ứng cứu. khi trời sáng rõ, ông và nhiều thanh niên trong làng chạy sang hai làng bên cạnh cùng những người lính quân đội tham gia giúp đỡ những gia đình bị đất đá trôn vùi. cảnh sát sau đó cũng được điều động đến nơi, họ không tham gia ứng cứu những người gặp tai nạn. Thay vào đó, họ truyền đi những thông tin của nhà nước rằng tất cả những người dân không ai được đưa thông tin về trận động đất lên mạng xã hội. Người nào cố tình đăng tải những bức ảnh về cảnh trận động đất sẽ bị chính quyền bắt giữ. Người đàn ông giàu tên này cũng tiết lộ rằng, tôi không hiểu tại sao họ lại bưng bít thông tin như vậy. Số người thiệt mạng có thể cao hơn rất nhiều lần so với báo chí nhà nước đưa tin. Đáng ra họ phải nói thật cho mọi người biết, như vậy người dân trong nước và thế giới sẽ cảm thông và chia sẻ nỗi đau mất mát này nhiều hơn. Chúng tôi sẽ được nhiều tổ chức và cá nhân giúp đỡ hơn. Gia đình nhà tôi may mắn thoát nạn nhưng căn nhà chúng tôi đang ở đã nghiêng hẳn về một bên và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Chúng tôi không có tiền sửa chữa. Nếu như người biết hậu quả về sự thiệt hại này, nhiều tổ chức cá nhân sẽ giúp đỡ mai ra chúng tôi còn có nhà để ở. Thưa quý thính giả và các bạn, động đất ngày nay thường được dự báo sớm theo góc nhìn khoa học, thiên nhiên cũng thường đưa ra những dấu chỉ về một trận động đất cận kề. Trước thời điểm trận động đất xảy ra, người dân ở Từ Xuyên nhận thấy những hiện tượng kỳ lạ xảy xác ở nhiều nơi. Các chuyên gia nghiên cứu về động đất sóng thần cũng phải thừa nhận rằng các hiện tượng kỳ lạ đó là mức cảnh báo báo động cho con người biết trước thiên tai động đất sắp sửa xảy ra. Có điều con người chúng ta có nhận biết ra nó hay không để mà tránh né nó. Tại một ngôi làng ở ngoài ô Từ Xuyên, nước giường cứ đầy rồi lại vơi ba lần như vậy trong một ngày Tại một ngôi làng khác có khí lạ lan tỏa từ giếng nước trong ngày hôm trước khi xảy ra động đất và tình trạng trên xảy ra nhiều hơn trong buổi tối ngày hôm qua. Một giếng nước ở nơi khác bắt đầu có dấu hiệu sạn nứt. Nhưng con người chúng ta khi thấy những hiện tượng này lại không đủ nhận biết tai họa đang đến gần. Động vật cũng thường phản ứng trước các hiện tượng thiên nhiên, gà vịt ở các làng xã bỏ ăn chạy quanh và kêu ầm ĩ. Chuột và các loài gặm nhấm được nhìn thấy bỏ chảy tán loạn như thể đang muốn tìm nơi ẩn nấp. Cũng tại một căn nhà thuộc hai làng nằm trong tâm trấn trận động đất đêm qua, cá vàng nuôi trong bể nước không ngừng nhảy lên khỏi mặt nước. Và lúc 9 giờ tối ngày hôm qua, tức là chỉ 3 giờ trước động đất, cá vàng đã nhảy ra khỏi bể. Khi chủ nhân đặt con cá trở lại bể nước, nó lại nhảy ra ngoài và cứ thế cho đến khi động đất xảy ra. Những sự kiện này dạy sắc ở vùng nông thôn quanh khu vực thành phố Thành Đô về phía Tây và một vài ngày trước đó và rõ nhất là vào ngày hôm qua, dù bất thường nhưng hầu như không được người dân chú ý đến. Vào đêm trước động đất có người nói nhìn thấy dạy ánh sáng kỳ lạ, tiếng ồn lớn. Có người lại nói nhìn thấy qua cầu lửa trên bầu trời, những ánh sáng như những làn chấp lòng ngoằng trên trời. Mặc dù không có mưa rông, thì hiện rõ nhất có thể là loài động vật nhỏ bé nhất hành tinh đó là loài kiến. Nhiều người thấy loài kiến bò từ dưới đất lên cao, chúng bò bất thường không giống cái cách mà nó di truyền tổ. Chúng bò lên đỉnh ngọn cây hoặc mái nhà rồi lại bò quay ngược trở lại, điều đó chứng tỏ loài kiến cảm nhận được rằng trèo lên mái nhà và đỉnh ngọn cây cũng chưa phải là an toàn, nhưng chúng không biết chạy đi đâu, vì chúng không thể bay như loài chim. Theo Quỷ Thính giả và các bạn, trận động đất kể trên xảy ra chỉ chưa đầy 30 giây, nhưng đã tạo ra sức hủy diệt tương đương với hai quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống Nhật Bản vào năm 1945. Nhiều nhân chứng sống sót kể lại rằng, không ai ngờ trận động đất nhanh đến vậy không kịp chạy từ phòng ngủ ra ngoài cửa. Một số người thức giấc kịp trốn trên dưới bàn kế, nhưng đa số thiệt mạng trong khi ngủ say. Một số người sống sót còn lo sợ động đất sẽ tiếp tục tiếp diễn lần thứ hai. Nhiều người vội vã đưa gia đình lên xe ô tô chạy băng băng trong đêm tối để tránh xa khu tâm trấn. Trận động đất ước tính san phẳng 1 phần 3 các nhà dân cư, đất đá cây cối ngộn ngang tại các thôn làng trong tâm chấn. Khoảng 10.000 binh sĩ Trung Quốc được lệnh tới các thôn làng này để hỗ trợ công tác cứu hộ, nhưng phải mất nhiều thời gian mới vào được hiện trường. Vì bản thân những người lính cũng lo sợ sẽ có những trận động đất tiếp theo, nhà chức trách Trung Quốc cũng điều động gần 1.000 nhân viên y tế để tham gia công tác cứu hộ. Sáng nay trong chương trình thời sự trong nước, Trung Quốc thống kê hơn 300 người chết và hơn 2.000 người bị thương, ước tính có 78 hộ gia đình tử vong toàn bộ do động đất, thi thể các nạn nhân được trơn lấp một cách nhanh chóng. Nhiều thi thể bị lộ khỏi nền đất, các nhân viên cứu hộ phải đem những thi thể này đến chôn ở nơi khác ở bên ngoài. Sự ép trách của chính quyền thể hiện sự vô trách nhiệm và giấu nhẹm sự thật về con số người chết. Điều này khiến quần chúng nhân dân bất bình nhưng vẫn không dám công khai phản đối. Thưa quý khán thính giả, đất nước Trung Quốc đang trải qua những năm tháng tồi tệ nhất về các thiên tai trên miền. Điều này khiến quốc gia đang có nền kinh tế phát triển đứng thứ hai trên thế giới suy giảm mạnh. Những thiên tai này nó được dự báo trước từ cuối năm 2019. Những điểm báo trước không dựa trên tính khoa học mà chỉ dựa theo kinh nghiệm dân gian và dựa vào luật nhân quả khiến nhiều người không tin. Nhưng như các bạn thấy đấy, trận động đất ở Từ Xuyên đêm hôm qua cũng được báo trước từ những kinh nghiệm dân gian. Một loạt các hiện tượng của vật nuôi và thiên nhiên đã báo trước, nhưng con người chúng ta không tin nên đã không tránh khỏi mất mạng. Hình ảnh kiến bò lên cây, gà vịt tự nhiên chạy tào tác, cá cảnh nhẹ liên tiếp ra khỏi chậu, sấm chấp khi trời không mưa rông, tất cả những điều đó thuộc về kinh nghiệm dân gian. Còn những điểm báo lớn khác cho cả một chế độ suy tàn hoặc đất nước sẽ chia năm xe bảy như mặt trời mọc liền năm trước trên bầu trời hoặc xuất hiện hai mặt trăng thì chúng ta phải đợi chờ trong năm 2021 này. Ông Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình luôn miệng nhắc nhở người dân không nên tin những thì quái cỡ gọi là điềm báo trước đó. Nhưng trên thực tế, ông còn lo sợ hơn những người dân thường gấp vạn vạn lần. Chiếc kế của ông ta đang bị lung lay dữ dội. Vì cuộc thanh trần và đầu đà phe phái đang diễn ra hết sức quyết liệt trong nội các của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phe cánh của Vương Hồ Ninh đang dần nắm giữ các vị trí quan trọng để hất cẳng họ tập ra ngoài sân chơi chính trường, chính trị trong đất nước tỷ dân. Bản tin của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và các bạn đã lắng nghe tin tức.